Ngày 21 tháng 12 năm 2019, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đơn vị này vừa cứu sống bệnh nhân nữ 39 tuổi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim, ngừng thở. Trước đó, ngày 18 tháng 12, đang trên đường đi làm, bệnh nhân này bị đau ngực, mệt nên vào bệnh viện tuyến quận cấp cứu. Khi tới bệnh viện, bệnh nhân tím tái, không sờ được mạch cảnh, không đo được huyết áp, ngừng tim, ngừng thở. Sau khi các bác sĩ hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, thì bệnh nhân tỉnh lại, tuy nhiên đồng tử không giãn ra nên chuyển gấp lên bệnh viện quân y 175. Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân lại ngừng máu tuần hoàn, các bác sĩ tiếp tục hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực. Sau 15 phút, tim bệnh nhân đập lại, bệnh viện quân y 175 đã báo động đỏ. Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phải can thiệp cấp cứu tái thông mạch cho bệnh nhân. Sau khi can thiệp thông mạch, bệnh nhân tạm ổn, có đáp ứng về mặt tri giác, chức năng gan, thận kiểm soát tốt, gần như trở về bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn suy tim do bị nhồi máu cơ tim. Hiện bệnh nhân vẫn được duy trì cho thở máy hỗ trợ giảm an thần vì tình trạng suy tim còn nặng. Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Để giảm thiểu nguy cơ, mọi người nên đi tầm soát tim mạch 6 tháng một lần. Cái nhồi máu cơ tim cấp thì là cái xu hướng hiện nay nó lại trẻ hóa tuổi. Đấy. Trước đây là thường thường là cái nhồi máu cơ tim nó lại gặp ở cái lứa tuổi cao, ít ra cũng phải trên 40. Và thường là trên một cái nền bệnh lý này, có những bệnh lý ví dụ tăng huyết áp hoặc là những cái bệnh lý xơ vữa động mạch, rối loạn chuyển hóa mỡ. Thế nhưng mà cái thời gian gần đây ấy, thì lại cái xu hướng mà cái nhồi máu cơ tim thì tuổi nó lại trẻ hóa đi. Dấu hiệu nhận biết nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt ngực. Các cơn đau thường kéo dài hơn 30 phút. Ngoài ra, người bệnh còn có các triệu chứng khác như khó thở, thở dốc, vã mồ hôi, hồi hộp, đánh trống ngực, buồn nôn. Khi có những triệu chứng bị nhồi máu cơ tim, người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được khám và điều trị.